hướng dẫn cách duet video TikTok. Đầu tiên mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là mình sẽ lấy các đường link mà cô giáo gửi, chẳng hạn ví dụ ở trong lớp mình có một cái, cô giáo sẽ gửi một cái đường link chẳng hạn như thế này. Đây là link TikTok đấy, thì cô giáo sẽ bảo là đây mình có duet và cái video này, bấm vào cái link này nó sẽ ra này. Cách thứ hai là mình sẽ vào luôn trực tiếp kênh TikTok của cô giáo, đó là mình sẽ bấm vào TikTok này, sau đó mình sẽ tìm cái kênh, đó là kênh duet with Huyền Kem ở đây đó, cái kênh này nhá, là duet with Huyền Kem. Và sau đó mình bấm vào cái video mà mình muốn duet. Ví dụ như là mình muốn duet cái video đầu tiên này thì mình sẽ bấm vào đây. Sau đó mình bấm vào cái mũi tên. Để có chuyển kênh nhá, để mọi người có thể nhìn rõ hơn này. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái kênh này. Ví dụ mình vào cái chỗ trang chủ này. Sau đó mình bấm vào cái dấu tìm kiếm này. Đấy vào dấu tìm kiếm nhá. Tìm kiếm. Sau đó mình nhấn vào chữ duet with Huyền Kem ha. Duet with Huyền Kem hoặc là duet to learn. Duet with Huyền Kem. Rồi sau đó mình bấm vào. Ok. Sau khi bấm vào rồi thì mình sẽ chọn một cái video mà mình muốn duet. Ở đây có rất là nhiều video để mình có thể duet để mình học tiếng Anh. Nhưng mình chọn là video này đi, video luyện âm này ha. Rồi sau đó mình bấm vào cái mũi tên. Đấy, mình thả một cái tim đi. Tim nha. Và một cái mũi tên chia sẻ này. Sau đó mình hiện đấm vào chữ duet. Duet, cái mặt duet ở đây. Và rồi bây giờ nó sẽ ra như thế này. Mình có thể chuyển đổi ở đây nhá. Mình nhìn này, mình có cái phông xanh ở đây chẳng hạn. Ví dụ đây là phông xanh. Đây là một cách để mình có thể duet này. Thứ hai là mình có thể bấm vào đây. Đó là theo chiều dọc. Thứ ba mình có thể bấm vào như này. Đó, nó sẽ hiện nhỏ lên. Thứ tư là nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ hiện ngang lên rồi mình có thể kéo nó xuống. Đấy, cho nó cân. Rồi, cái tiếp theo, sau khi mình chọn được cái cách rồi thì mình sẽ ấn vào cái mic này để mình bật mic lên. Mình có thể duet là tắt mic hoặc là duet bật mic. Bật mic thì nó sẽ thu âm được cái giọng của mình, còn tắt mic nó sẽ không thu âm cái giọng của mình. Mình bật cái mic lên. Rồi, sau đó mình sẽ bắt đầu. Mình nhớ là mình nên đeo cái tai nghe vào. Mình đeo cái tai nghe vào thì âm thanh của nó sẽ tốt hơn này. Và mình mở nhỏ cái âm lượng của cái video này đi. Mình mở nhỏ cái âm lượng video này đi. Như vậy là nó sẽ tốt hơn. Và mình sẽ bấm vào cái nút đỏ này để mình bắt đầu nha. Hey. Hey. They. Rồi, sau khi mình được thì mình lại bấm vào cái nút đỏ để mình dừng lại. Mình có thể dừng giữa giờ, mình cũng có thể dừng lại được và mình có thể bấm tiếp tục. Rồi mình duet được một lúc thì mình sẽ ấn vào cái dấu tích này để mình ok này. Sau khi mình ok xong thì mình nhấn vào chữ tiếp. Hey. Tiếp để đăng bài. Và bắt đầu nó sẽ hiện lên như thế này. Mình có thể nhìn vào cái chỗ có cái quả địa cầu ở đây thì mình sẽ để cái chế độ đăng của mình. Một là đăng mọi người, hai đăng bạn bè và đăng là đăng chỉ mình tôi. Bạn bè là chỉ những người mà bạn follow lại và hoặc là mình follow, hai người follow nhau gọi là bạn bè. Còn không thì mình phải để chế độ mọi người công khai lên. Không sao hết đâu bởi vì ít người tiếp cận đến mình lắm, ít người biết mình lắm. Nên là không sao đâu. Thì khi mà mình để cái chế độ công khai này thì cô Huyền sẽ có thể xem được video của mọi người luôn, của các bạn luôn, nên là ok nhá, mình cứ để chế độ công khai đi không có sao đâu. Sau đó mình nhấn vào nút đăng. Anh em ạ, mình nhấn vào nút đăng. Đăng lên là ok. Thì bây giờ cô Huyền nhấn để nháp đã nha. Để nháp đã. Rồi. Sau khi mình nhấn vào nút đăng xong thì mình sẽ nhìn thấy nha. Khi mà cô Huyền bấm vào cái đây thì mình bấm vào cái chỗ này. Thế mình sẽ nhìn thấy ở đây có các bạn đã nộp bài rồi đây này. 1 2 3 4 5 6 bạn. Đó. 6 bạn đã nộp bài qua video như thế này. Như vậy là cô giáo sẽ nhìn thấy luôn cái bài của các bạn và cô giáo sẽ trực tiếp vào đây comment cho các bạn. Thả tim và comment. Cô giáo sẽ nghe bài luôn của mình để trả lời bài cho mình luôn. Ok nhá, như vậy rất là tiện. Và các bạn sẽ học được cái kỹ năng, đó là kỹ năng làm video. Rất là tiện lợi. Và có thể sau này sẽ là gì? Duet những cái video khác đó, để luyện nói tiếng Anh một cách đơn giản mà không mất nhiều thời gian. Đặc biệt nó lại còn rất là sáng tạo. Bởi vì ở đây mình có thể nhìn thấy là có các cái tính năng ở trên TikTok nó rất là hay. Đặc biệt là bảo các con là mình vào TikTok là để học, chứ không phải vào TikTok để chơi game hay là để xem những cái video xàm xí. Thì mình sẽ rèn cho con mình được một cái kỹ năng để sống trong thời đại này. Ok nha. Chúc các phụ huynh và các con sẽ có những cái video thật hay và luyện nói tiếng Anh thật là dễ dàng cùng với TikTok và Miss Huyền Kem.